Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 10 tại miền Bắc Nigeria đã tăng lên 147 người và hiện nhiều người vẫn đang bị bỏng nặng. Chiếc xe bồn gặp tai nạn và lật nghiêng khiến cho lượng lớn nhiên liệu đổ xuống mương thoát nước gần kề. Trong lúc người dân đang cố gắng gom nhiên liệu bị đổ thì lửa đã bùng phát gây ra vụ nổ và đám cháy lớn. Đại diện cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên do nhiều người bị bỏng nặng. Cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra liên quan đến vụ việc và triển khai công tác giám sát các xe chở nhiên liệu. Thảm họa này xảy ra chỉ một tháng sau khi ít nhất 48 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn tương tự ở bang Niger. Các vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu không phải là chuyện hiếm gặp ở Nigeria. Theo Cơ quan An toàn Đường bộ của nước này, riêng trong năm 2020, hơn 500 người thiệt mạng trong hơn 1.500 vụ tai nạn xe chở nhiên liệu.